Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, tình cờ em thấy video của chị trên YouTube, em đã nghe và thấy rất hay. Chị ơi, chị có thể chia sẻ chuyện tình cảm với em được không ạ? Em và người yêu em hiện tại quen nhau đến bây giờ gần 5 năm. Gia đình cũng lên nói chuyện với gia đình em. Tụi em quen nhau lâu như vậy nhưng cứ 2-3 bữa là gây chuyện rồi chia tay. Tụi em tới mức không còn tôn trọng hay tử tế với nhau. Về em thì hay càm ràm, chửi mắng người yêu em. Còn anh ta cũng chửi mắng em, thậm chí ngay cả vũ phu với em, chửi em trước mặt bạn bè, gia đình anh ấy. Anh ấy rất nóng tính và sĩ diện, hiếm khi anh nói lời xin lỗi với em, cũng không hạ mình xuống vì em, khi nào cũng cho anh ta đúng, còn em là người sai. Khi nào im lặng em cũng là người nói chuyện trước, anh ta nói chuyện trước là như kiểu khó nghe chứ không phải nhẹ nhàng. Còn về em thì em không nói chuyện ngọt hay nhẹ nhàng với anh được, khi nào cũng cọc cằn khó chịu. Em im là anh im, em nhắn tin trước thì anh ta ngông cuồng, hống hách, bất cần như anh ta có giá trị còn em thì không. Chị ơi, cho em lời khuyên được không? Chị, em phải làm gì bây giờ? Quen nhau em không thể chịu được cứ giận, cứ chửi bới như vậy mãi, nhưng bỏ cũng không bỏ được. Ai là người sai hả chị? Mong chị cho em lời khuyên, giờ em rất bế tắc. 5 năm dự định, qua năm sẽ cưới, nhưng em không biết mình phải chọn như thế nào. Em mong chị cho em lời khuyên. Chị muốn hỏi em một câu là tại sao em nói rằng không thể như thế này mãi mà cũng không thể bỏ được. Tại sao là không thể bỏ? Lời khuyên của chị dành cho em là kết thúc cái mối quan hệ này đi. Giữa bọn em chẳng có gì gọi là tình yêu cả em ạ. Và ở đây có cái sai của em, có cái sai của người ta. Nhưng mà chị đã nói rằng trên đời này ấy, chúng ta không thể kỳ vọng rằng ai cũng là người tốt được. Nếu người ta không phải là người tốt thì mình cho người ta bước vào khỏi cuộc đời mình thôi, đúng không? Chứ không phải là người ta không tốt thì mình cũng tệ theo người ta. Thế thì làm sao mà mình có hạnh phúc được, đúng không em? Chị sẽ chỉ ra cho em những cái lỗi sai của em. Thế nhưng đầu tiên chị thấy rằng một người đàn ông như vậy không thể nào cho em hạnh phúc được. Bây giờ người ta chưa lấy em, người ta đã như thế, thì lấy em về thì em còn càng không là gì. Em bây giờ mà bị đối xử tệ một, sau này ấy, em cưới và lấy anh ấy về rồi ấy, em sẽ còn bị đối xử tệ gấp 10 lần, gấp 100 lần nữa. Cho nên đây không phải là một người đàn ông có thể làm cho em hạnh phúc. Thứ nhất là vũ phu, đây là điều không thể chấp nhận được. Cái thứ hai nữa là một người đàn ông chưa bao giờ biết nhường nhịn phụ nữ, đúng không? Hống hách rồi là đấy, tất cả điều đấy thì em nghĩ mà xem, ở bên cạnh anh ta em chỉ có những nỗi đau, thế thì em ở trong cái tình yêu này để làm gì? Người ta sinh ra là để hạnh phúc, sinh ra là được thưởng những cái điều tốt đẹp của cuộc sống này, chứ không phải sinh ra để hành hạ lẫn nhau, để chịu đựng đau khổ đâu. Một người đàn ông luôn luôn cho mình những đau khổ như vậy thì lý do gì để mình yêu, đúng không? Cuộc đời em còn dài, tương lai còn ở phía trước, thà mình không có đàn ông thì thôi, chứ mình sống một mình cũng được. Mình vui vẻ, mình tự do, mình muốn làm gì thì làm, mình thoải mái cái đầu óc và tinh thần. Chứ có đàn ông mà để khổ thì có để làm gì mà em bảo là dừng cũng không được. Tại sao dừng không được? Dừng chứ làm sao mà không được, đúng không nào? Cảm thấy không phù hợp thì dừng lại. Em yêu nhau 5 năm chứ thậm chí 50 năm không thấy hợp, ngày nào không hợp mình để cho người ta dừng lại. Chứ đâu phải là mình biết là tương lai đến với nhau sẽ là đau khổ, mình cứ tiến tới, đúng không nào? Tiếp theo chị chỉ ra cho em cái sai lầm. Cái sai của người đàn ông này, một thì cái sai của em gấp 10 lần. Người ta tệ với em, tại sao em để cho người ta tệ với em, đúng không? Người ta được phép tệ với em là do em chứ không phải do người ta, đúng không nào? Người ta tệ với mình, người ta vũ phu với mình, người ta không tôn trọng mình. Mình thấy ở trong mối quan hệ này mình không được tôn trọng, người ta vũ phu với mình dừng lại. Mình không bao giờ yêu người đàn ông này nữa. Lý do gì mà người ta được phép tiếp tục làm cuộc đời của em đau khổ thêm, đúng không? Em để cho người đàn ông này làm em đau khổ, đấy là lỗi của em nhá. Người ta tệ thì đấy là vấn đề của người ta, nhưng em để cho người ta tệ với mình, đấy là vấn đề của mình. Thấy người ta tệ mình phải chạy đi chứ. Mình để đấy để cho người ta làm khổ mình, xong rồi mình còn níu kéo người ta nữa, đúng không nào? Vấn đề ở em, vấn đề trong cách lựa chọn đàn ông. Chị nói thật đấy, trong tình yêu và trong cuộc sống chúng ta cũng không đòi hỏi cái sự hoàn hảo gì cả, nhưng ít nhất một người đàn ông họ phải có sự tôn trọng đối với mình, đúng không nào? Có thể là họ không có giàu có, hay là không có đẹp trai, hay là có nhiều cái lỗi sai, mình cũng có thể cùng nhau đồng cảm, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau cố gắng. Thế nhưng mà cái việc đánh mình thì không. Giơ tay lên đánh mình, thôi bước vào cuộc đời mình đi.
người ta có lấy chồng rồi mà người ta bị như thế, cái thế đã rồi rồi thì người ta phải chịu, thì chị không nói. Bây giờ em có chưa lấy chồng, bây giờ em còn muốn đâm đầu vào đấy á, thế thì sau này em bất hạnh thì cũng đừng hỏi chị là tại sao nhá. Vấn đề là ở em, vấn đề trong cái việc là mình thấy một người đàn ông tệ mình không biết chạy. Còn vấn đề thứ hai nữa là em thấy người ta tệ sao em cũng tệ theo người ta, đấy cũng là vấn đề của em. Người ta cáu gắt với em, người ta không ngọt ngào với em thì đấy cũng là lý do mà em cáu gắt người ta, em chửi bới người ta, đúng không? Thì em cứ chửi bới lên người ta thì người ta có phải ngu đâu mà người ta không chửi em, đúng không? Lại thêm cái tính cách của anh ấy vốn dĩ như thế nữa. Chứ bây giờ cái điều quan trọng là gì? Em dừng lại với người đàn ông này và sau đó em trau dồi lại bản thân, nhìn lại cái sai của mình đi. Mình cũng phải ngọt ngào như thế nào, mình cũng phải tốt đẹp như thế nào thì mới có một người đàn ông đối xử tốt đẹp và ngọt ngào với mình chứ. Mình phải biến mình trở thành một người xứng đáng để có được những điều tốt đẹp thì cuộc đời của mình mới tươi sáng lên được. Còn nếu mình cứ tiếp tục là một người mà cũng suốt ngày cáu gắt, không cho người khác được những sự ngọt ngào và ấm áp, mình cũng chỉ biết gây chuyện thôi, nhưng không biết giải quyết vấn đề. Nhá, em phải học cách giải quyết vấn đề nữa. Có những mâu thuẫn nói chuyện với người ta, đúng không nào? Anh ơi, hôm nay anh làm như vậy là em buồn lắm. Rồi chỉ cho người ta cái cách ứng xử mà người ta cần có với em. Đấy, chị có rất nhiều cái video về chủ đề đấy. Chị nghĩ rằng em xem nhiều những video của chị đi, lắng nghe thật nhiều và để mới thay đổi cái tư duy, thay đổi cái lối nghĩ, và rồi cuộc đời em sẽ tươi sáng hơn khi gặp được một người đàn ông phù hợp nhá. Chứ không phải là yêu nhau 5 năm rồi, sắp cưới rồi, thậm chí ngày mai cưới mà hôm nay mình thấy không chấp nhận được mình cũng hủy hôn. Thậm chí là đăng ký kết hôn rồi nhá, không phù hợp vẫn cứ phải kết thúc. Chứ không phải là yêu nhau rồi mà không rời nhau ra được. Chị biết là em mong muốn là em vẫn muốn cứu vãn cái mối quan hệ này, nhưng mà mối quan hệ nào còn cứu vãn được thì chị sẽ chỉ cái cách để cứu vãn. Còn với một người đàn ông mà đã giơ tay lên để vũ phu với em, dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để nói với em thì còn gì để mà cứu vãn nữa đâu, đúng không? Nhưng mà em bị đối xử như vậy cũng là do cái ứng xử của mình chưa đúng nữa. Thì bây giờ chị muốn em là kết thúc cái mối quan hệ này, sau đó trau dồi lại bản thân, nhìn lại cái sai của bản thân, những vấn đề của bản thân, những cái chưa tốt của bản thân mình cải thiện, mình thay đổi tất cả những điều đấy, để rồi mình sẽ bước tới tương lai với một người đàn ông biết tôn trọng mình và cho mình những ngọt ngào. Tuyệt đối trong cuộc đời không bao giờ được chấp nhận hai cái kiểu đàn ông này: một, vũ phu; hai, ngoại tình. Không bao giờ chấp nhận hai kiểu người này. Em chấp nhận ngày nào thì em đau khổ ngày đấy. Chị đã nói rồi, có đàn ông thì có cho đáng nhá, không có thì thôi. Mình thà không có đàn ông sống một mình cho nó rảnh, chứ còn có những người đàn ông không thể làm cho mình hạnh phúc thì mình có để làm cái gì? Người ta bước đến tình yêu là để hạnh phúc nhá, còn không có hạnh phúc mình chẳng bước đến tình yêu để làm gì cả, để đau khổ hơn á, để dằn vặt và giày vò nhau để làm gì, đúng không em nhá? Nên chị hy vọng rằng em sẽ có cái quyết định đúng đắn, thì đấy là lời khuyên của chị thôi. Còn em có quyền lựa chọn bước tiếp hay là ở lại thì đau khổ thì cũng đừng hỏi là tại sao. Còn nếu em muốn có một tương lai tốt đẹp hơn thì hãy bước đi nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó, nhấn vào theo dõi, like, rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.